Xin chào các bạn, ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đẩy dữ liệu vào trong object và lấy dữ liệu từ object ra. Ở trong Backkit D2, mình sẽ tạo một class có tên là Student. Thì cái object Student này của mình sẽ cho nó hai đặc tính là name và age. Thì private string name nhé, private inter age. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo constructor cho nó bằng phím tắt là Ctrl cộng cách, mình enter. Tiếp đến là constructor full tam số cũng Ctrl cách. Đó. Ở đây mình sẽ có hai constructor là constructor không tam số và constructor full tam số. Tiếp đến sẽ là getter setter, thì mình chuột phải insert code này. Getter setter. Đó, chọn tick tất cả. Generate ra. Rồi ok. Đấy là phần object. Tiếp đến mình sẽ tạo một cái class main. Đây mình sẽ đưa một Java class, mình tên nó là main này. Finish. Trong cái class main này thì mình sẽ tạo ra một hàm là hàm main. Mình sẽ dùng cú pháp là psvm tab. Rồi bây giờ bước đầu tiên mình sẽ chuyển dữ liệu vào trong cái object này thông qua constructor nhá. Cách đầu là chuyển thông qua constructor này. Đó. Chuyển dữ liệu vào thông qua constructor nhá. Constructor này. Đó. Ở đây mình sẽ gọi là student này. Và tên nó là s bằng new student này. Được không? Thế các bạn thấy là gì nhỉ? Nó đề xuất cho mình hai constructor, thì mình sẽ chọn vào cái constructor full tam số nhá. Đó, ở đây ví dụ chuyển cho nó là Nguyễn Văn Hà này. Rồi, 20 tuổi. Ok. Rồi, bây giờ mình thử in xem là nó truyền được vào hay chưa nhá. Mình xếp lại này. Thì để các bạn in một object ra ấy, thì Java nó có hỗ trợ cho mình cái hàm là hàm toString để mình in object ra. Ở đây mình sẽ Ctrl cách này, Ctrl space này, mình chọn xuống hàm toString này. Đó, thì ở đây mình sẽ return về name và age chẳng hạn. Đây mình sẽ thêm chút nhé, name này cộng với name này, rồi cộng với age này. Này, đó, đây nó sẽ in được như thế này, được không? In đúng format như thế này. Rồi mình sẽ vào đây mình chạy thử này. Run file này. Ồ. Chưa có hàm in đúng không? Đấy mình phải có hàm in là SOUT. In cái gì nhỉ? In thằng S ra. Rồi xếp lại. Đó. Run file này. Đó các bạn thấy không? Đây, name là Nguyễn Văn A này. A là 20 tuổi này. Đó. Thì ở đây các bạn muốn cách ra cho nó dài nhá thì mình cũng giới thiệu các bạn cái cú pháp là gì nhỉ? Cộng với cái suộc t này nhá. Rồi, cộng với cái a này. Đó thì cái suộc t này nó đâu đấy sẽ cách ra tầm 3-4 dấu cách ở đây, thì cái này các bạn sẽ tìm hiểu tiếp nhá. Đây cái suộc t này. Rồi mình xếp lại này. Run file này. Đó, đấy, đây chính là cái suộc t này, nó cách ra cho mình một khoảng như này. Đấy. Tầm 5 dấu cách thì sao vậy? Đúng không? Em mình sẽ Google nhá. Rồi, tiếp đến là cái phần tiếp đến là mình sẽ chuyển dữ liệu thông qua cái getter và setter đúng không? À, chuyển dữ liệu thông qua setter nhỉ. Rồi, cách 2 này là mình sẽ chuyển dữ liệu vào object thông qua hàm setter nhá. Được không? Set mà. Set là set vào mà đúng không? Đó. Thì bây giờ mình cũng tạo cho nó đối tượng là student S1 này. Sẽ bằng new student này. Đó thì bây giờ nhá. Bây giờ vì mình truyền thông qua setter thì mình sẽ chọn là cái constructor không tham số này, enter này. Đó, xong rồi S1 này, mình sẽ gọi đến hàm setter này. Mọi theo. Đây. Đấy mình set name trước là gì ạ? Nguyễn Văn B này. Được không? Rồi, tiếp đến là gì nhỉ? S1 chấm set A nhá. 30 tuổi chẳng hạn. Đó. Bây giờ mình cũng in nó ra, in cái thằng S1 này ra được không? SOUT tab S1. Rồi, xếp lại này. Rồi, mình sẽ chạy thử nhá. Chạy thử thì các bạn ấn ngay vào đây này. Các bạn vào phần output, ấn vào phần chạy này. Đó, thì ta có Nguyễn Văn A A20, Nguyễn B A30. Rồi, các bạn có thể thực hành theo nhá, thực hành lại lần nữa nhá. Ở đây mình sẽ tạo một cái con
trong cái phần là truyền dữ liệu thông qua contractor ấy, thì mình sẽ tạo thêm một cái nữa. Được không? Tạo thêm sao? Thằng SS đi. Đó. Đây là cái phần SS này. Rồi, 20 tuổi nhá. Mình cũng in thằng SS này ra. Rồi trong phần setter này thì mình cũng thực hành thêm lần nữa. Ở đây mình phải tạo thêm một đối tượng là gì nhỉ? S1S đi nhá. Đó thì S1S này. S1S này. Đây là S1S đi. Đó, 40 tuổi chẳng hạn. Rồi. Mình xem lại, mình chạy lại nhá. Đấy các bạn hãy thực hành lại, thực hành lại nhiều lần để mình nhớ. Đó, ok chưa? Phần S tại sao nhỉ? Đây là green S1S này. Rồi, xem lại nhá. Chạy lại. Đó, ok chưa? Đấy là phần truyền dữ liệu vào object. Thì bây giờ phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu ra. Đó. Thì lấy dữ liệu thì mình sẽ lấy thông qua cái thằng getter. Được không? Thì bây giờ nhá. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo thêm một hàm main nữa đi. Đây mình sẽ tạo thêm một hàm main 1 đi. Đó. Main 1 nhá. Infinite này. Đó, thì trong hàm main 1 này thì mình cũng tạo một cái hàm main hoặc là vfm này tab này. Đó. Thì bây giờ việc của mình là gì nhỉ? Mình lấy dữ liệu thông qua getter nhá. Lấy dữ liệu thông qua getter này. Đó thì bây giờ để lấy dữ liệu thì mình cái object của mình nó phải có giá trị ra đúng không? Thì ở đây mình sang cái hàm main này, mình copy cái hàm chuyển giá trị của nó. Ok chưa? Đây. Đây. Thì khi mà mình truyền dữ liệu vào thì cái đối tượng S của mình sẽ có được thuộc tính, sẽ có được giá trị. Và bây giờ mình sẽ lấy giá trị này ra thông qua getter nhé. Ở đây mình sẽ tạo cái biến string name này, sẽ bằng s.getName. Đấy, thì như vậy mình sẽ lấy cái name của nó ra. Tương tự là gì nhỉ? Tương tự A sẽ bằng s.getA. Đó, bây giờ mình thử in ra xem là lấy được chưa hay. Lấy được hay chưa nhá. Not này. Mình in thẳng. Sẽ in là name này. Rồi, cộng với name nhá. Đó. Tiếp tục này. Thì A này. Với A. Đó. Rồi mình xếp lại, mình chạy thử. Chạy thử hàm main 1 này nhá. Run này. Đó, name là người văn A, A là 20. Thì ở video lần này mình đã hướng dẫn các bạn cách truyền dữ liệu vào và lấy dữ liệu ra. Thì khi mà truyền dữ liệu vào thì các bạn có thể truyền thông qua contractor hoặc là mình sẽ truyền thông qua hàm set. Còn việc lấy dữ liệu ra thì các bạn sẽ lấy dữ liệu thông qua hàm getter. Đó. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.